Hà Anh tranh thủ nghỉ dưỡng cùng chồng con trước khi sinh. Siêu mẫu Hà Anh tận hưởng kỳ nghỉ bên ông xã và con gái, chuẩn bị sức khỏe cho kỳ vượt cạn dự kiến vào tháng 5. Hà Anh khoe bụng tròn căng khi dạo biển Hồ Tràm cùng chồng con. Cô cho biết đã bước sang tháng thứ 8 thai kỳ, sức khỏe và tinh thần tốt. Tôi thật may mắn khi quá trình mang thai suôn sẻ. Em bé sinh năm rồng là món quà quý của gia đình, cô nói. Bé Mila, 6 tuổi, tỏ ra háo hức khi sắp được làm chị. Bé thường ôm bụng bầu của mẹ, thủ thỉ những lời tình cảm. Mila vô cùng cưng em, cứ ngủ dậy hay đi học về là xà lòng mẹ, âu yếm chiếc bụng như đang trò chuyện với em bé. Thấy con hạnh phúc, tôi rất vui, Hà Anh nói. Siêu mẫu cho biết thêm chồng cô là người háo hức hơn cả. Oli luôn cố gắng chăm sóc vợ cả thể chất lẫn tinh thần để cô tràn đầy năng lượng trước khi bước vào phòng sinh. Thời gian này, Hà Anh dần giãn lịch làm việc để tập trung nghỉ ngơi. Cô cho biết dù yêu sự nghiệp vẫn ưu tiên sức khỏe và gia đình, nhất là khi bước sang tuổi 42. Hà Anh nói cô tận hưởng hành trình mang thai này với tất cả sự chủ động và kiến thức tích lũy được từ lần bầu bé Mila. Trời cho sinh linh nhỏ bé này cũng là cách nhắc tôi sống chậm hơn, tiết kiệm năng lượng và tình yêu của mình cho những người thân. Thay vì lo việc xã hội và cho người khác, cô nói. Hà Anh dành nhiều sự quan tâm cho con gái, giúp bé kết nối với em trai trong bụng mẹ. Bà bầu Hà Anh rạng rỡ ở những tháng cuối thai kỳ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.